Vâng, như các bác biết thì một trong những cái bộ phận quan trọng nhất của bộ chuyển động xe đạp đó là đôi mayơ. Rất nhiều loại mayơ trên thị trường và nó cũng góp phần tạo lên giá thành của chiếc xe đắt hay rẻ và đời sâu hay là đời mới hay là rẻ tiền hay đắt tiền. Đấy, giúp cho bộ chuyển động của chiếc xe hoàn hảo hơn. Thì hôm nay video này sẽ giúp cho các bác phân biệt một cách nhanh chóng tất cả các dòng mayơ thường có ở trên xe đạp thể thao. Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và tiếp tục cái chuỗi video dành cho các bác mới tìm hiểu xe đạp thể thao. Thì hôm nay em sẽ làm một cái video phân biệt đánh giá tất cả các loại mayơ thường có thông dụng ở trên xe đạp thể thao hiện tại trên thị trường bây giờ, và xin mời các bác tiếp tục xem video. Vâng, rất là nhiều loại mayơ trên thị trường và lắp ở các cái dòng xe đạp khác nhau, thì em sẽ phân biệt theo cấp độ là từ thấp cấp nhất cho đến cao cấp nhất, đồng nghĩa với việc là rẻ tiền nhất cho đến đắt tiền nhất. Cái dạng mayơ đầu tiên đó là cái dạng mayơ là thứ nhất là trục ốc vặn. Đây nó có con ốc như ở đây các bác nhìn thấy này, ốc vặn và bi côn nồi. Và mayơ làm có thể là mayơ sắt, có thể là mayơ nhôm, nhưng chỉ có lắp một líp. Thì cái dòng này thì thường dùng cho dòng xe fixed gear, fixie gear của đội trẻ em nó hay đi đấy. Và hai là dòng cho dùng cho mili cào cào một tốc độ đấy, và thường là bi côn nồi, trục là trục ốc vặn. Thì những cái trục ốc vặn bây giờ trên xe thể thao thì người ta cũng rất là ít sử dụng, thừa hoặc là có sử dụng cho những cái dòng xe đạp rẻ tiền tầm từ khoảng 3-4 triệu đổ xuống. Nhiều cái dòng xe rẻ tiền bây giờ thì bốn hơn 3 triệu là nó đã có dùng cái cốt bẻ rồi, tức là cái ti bật để mở nhanh bánh xe đấy, không cần dùng cà lê đấy. Hay còn cái dòng mà dùng cà lê mà mở được bánh bây giờ là rất ít xe dùng, chỉ những cái xe tầm 2-3 triệu trở xuống thì mới dùng thôi. Và đây là mayơ gọi là thấp cấp nhất, tức là một tốc độ. Còn đây là trong ảnh là mayơ nhôm, còn mayơ sắt thì đây như thế này là mayơ sắt. Thì tại sao biết sắt? À đây đây cũng là nhôm. Thường thì bây giờ mayơ sắt cũng ít dùng, ít 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 có. Đó. Đây là thấp cấp nhất, một tốc độ, một líp và dùng trục ốc vặn là xe rẻ tiền. Tiếp theo thì xe thể thao thì phải có nhiều líp, cho nên là sẽ tiếp theo cái loại bậc thứ hai đó là mayơ sắt hoặc mayơ nhôm. Trên ảnh đây các bác đang nhìn thấy là mayơ sắt. Tại sao biết mayơ sắt? Thì cái dễ phân biệt nhất nhìn qua ảnh đó là cái đoạn mà tiếp nối này này, nó không có cái đoạn cong cong của cái tiện nhôm lên mà nó thẳng thẳng vuông góc này luôn. Cái thứ hai là cái phần mà để đan đũa đây nó mỏng, nó rất mỏng thì nó là sắt. Còn nếu mà nó dày khoảng cả từ 2 cho đến 3 ly, 3 đến 4 ly thì là nhôm, còn đây là chỉ 1 đến 2 ly thôi thì nó sắt. Sắt người ta làm mỏng được. Đó, như này nó rất là mỏng này. Đấy, các bác nhìn này. Cái thứ hai là những cái đoạn mà gồ lên này, những cái đoạn mà giao tiếp là nó vuông góc. Đó, thì đây là cái mayơ này đã được dùng là ti ti suốt trục rỗng đấy. Suốt để mà mở nhanh bánh xe không cần cà lê rồi. Bi thì vẫn là bi côn nồi. Bi côn nồi thì được phân biệt bằng những cái ốc chỉnh này, lục giác này ở đầu mayơ. Ở hai đầu mayơ là có những cái ốc chỉnh lục giác như này thì là bi côn nồi. À, tí nữa sẽ đến bi vòng. Thì cái những cái xe này thì nó cũng sử dụng trên những cái xe đạp thể thao giá rẻ tiền tầm toàn khoảng 3 triệu, trên dưới 3 triệu đổ xuống đến 1-2 triệu. Cái thằng này thì nó cao cấp hơn thằng trước một tí là nó lại dùng được cái líp vặn. Líp vặn là cái líp mà nó có gen ở đây này các bác này. Các bác này nó có đầu gen đây ở vặn. Và thường phân biệt những cái mayơ mà sử dụng líp vặn thì thường là líp vặn này cùng lắm có một số dòng thì đến 8 líp, nhưng thường thì là 7 líp, 6 líp, 5 líp, 4 líp, 3 líp. Đấy thì nó sẽ là dùng líp vặn. Líp vặn có nghĩa là em sẽ có một cái video sau, hoặc các bác phải có tìm thêm Google líp vặn, nên Google gõ líp vặn là mình sẽ ra. Đấy thì đây là ví dụ, đây ở trên đây là một cái chiếc xe nhà Nhật bãi giá rẻ tiền. Thì đây như các bác nhìn thấy là cái phần giáp lối giữa cái vòng tròn này và cái mayơ này nó vuông góc luôn, chứ nó không có độ vát như của nhôm, nó không có độ vát tiện bo tròn như của nhôm thì là mayơ sắt. Và cái thứ hai là cái thân đan đũa này, là cái thân cái vòng tròn để đan đũa này nó rất là mỏng. Thứ ba là côn nồi này, ốc ốc vặn trục này. Thứ ba thứ tư là ốc này là ốc xiết này,
Đấy, ốc xiết thì là đời rất là cổ rồi. Và thứ năm cách phân biệt vẫn là dùng lít vặn 7 tầng đây, 2 4 6 7 đúng không ạ? Đó. Thì đây là may ơ sắt lít vặn, đấy là loại thấp cấp thôi, không có cao tiền lắm. Tiếp theo là may ơ nhôm, đấy lít vặn nhưng mà may ơ nhôm. Thì đây, cái lít vặn thì nó có gen đây. Con này thì vẫn dùng cái trục ốc ốc vặn thôi, trục ốc ốc vặn thì bao giờ cũng là đời cổ và bây giờ hiếm, rất ít xe mà sử dụng trục ốc vặn, trừ những xe 2-3 triệu thôi, chứ còn hoặc là những cái xe nhật bãi đời rất là lâu rồi thì mới dùng ốc vặn, còn hầu như bây giờ là dùng ti bật hết các bác nhá, ti bật này. Đó. Tiếp theo đó là hết mayer lip vặn và ốc trục, thì trục là ti vặn, ti bật hoặc là ti ốc vặn ốc, thì cao cấp hơn đó là mayer lip thả chạy bi côn nồi và dùng ti bật. Thì đây các bác nhìn thấy đây là cao cấp hơn, đó là mayer là của Shimano Acera này, nhôm này, các bác thấy như nhìn cái đoạn khớp giữa với nhau là nó vòng cầu như này, thì nó là nhôm và nó có những cái vết tiện khứa khứa như này này. Nhiều cái mayer thì nó tiện rất là mịn thì mình không nhìn thấy, nhưng mà cách phân biệt dễ nhất đó là nhìn cái đoạn đan đũa này, nó dày hơn, nó dày mình hơn cái làm mayer sắt thì nó là nhôm, nó từ khoảng 3 4 ly, bởi vì nhôm thì người ta phải làm dày mới chịu lực được, chứ còn sắt thì người ta chỉ cần làm mỏng thôi. Cái thứ hai là cái phần giáp nối này nó vòng đấy. Cái thứ ba là con này là vẫn sử dụng bi côn nồi bởi vì có ốc lục giác 6 cạnh để chỉnh côn nồi, hai cái ốc lục giác nó xiết vào nhau và đây nó có một chùm bụi bằng cao su, thì là phân biệt là đó là bi côn nồi, nhìn là biết luôn. Ốc ti bật thì cũng khá là ok rồi, nhưng mà cái phần mayer líp thả này thì nó lại chia làm hai loại, một cái loại là líp cối líp này, đây cái phần mà để mà thả líp vào ấy thì có gọi là cối líp, tức là líp bây giờ nó không dùng líp vặn nữa mà nó dùng líp thả, thả từng 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 líp hoặc cả bộ líp vào và sau đó là vặn bằng một cái khóa ở đầu là xong, chứ không phải là vặn cả cái cục líp ấy vào. Thì ưu điểm của những bộ của cái loại này thì nó chính xác hơn là cái loại líp vặn đó. Và bây giờ hầu như là tất cả các cái xe đạp mà từ khoảng 4 triệu đổ lên thì đều sử dụng líp thả, nhưng mà líp thả này nó cũng có 3 loại, một loại là cối, đây là cối líp 7, cối líp 7 nó sẽ ngắn hơn để nó dùng cho líp thả 7 tầng, líp thả 7 tầng. Còn cối líp 8 nó sẽ dài hơn, cối líp 8 nó sẽ dùng cho được các dòng như là líp 8, líp 9, líp 10. Còn từ líp 11 trở lên thì nó lại phải dùng cối líp 11. Cối líp 11 có thể lắp được tất cả các dòng líp 11, 10, 8, 9, 7 bằng cách sử dụng là thêm cái căn đệm này vào. Còn líp 7 thì chỉ sử dụng được líp thả 7 mà thôi, không sử dụng được líp thả 8, 9, 10, 11, bởi vì nó cái cối nó ngắn hơn. Đây là trong hình ảnh là các bác đang nhìn thấy là cái mayer líp thả ti bật nhanh để mở bánh không cần dùng cà lê, côn nồi và líp thả 7. Tiếp theo cao cấp hơn bằng nhôm và 36 đũa, thì khi mà chọn lựa chọn thay thế mayer thì các bác nên thêm lựa chọn thêm cái số đũa là cái đếm chân này này, cứ ba một bên là 16 thì các bác nhân đôi là 32, bên 18 thì nhân đôi là 36. Đấy, 32 nó có các loại như là 20 này, 20 đũa này, 24 này, 28 này, 32 này, 36 này, hết 20, 24, 28, không có 26, 20, 24, 28, 32, 36. Thì mayer mà càng ít lỗ đũa thì lại càng đắt tiền. Thường như những cái xe nhật bãi ấy, những cái xe đời cũ ấy, thì là sẽ sử dụng mayer 36 lỗ, nhưng mà chung chung lên thì 32, và những cái xe đua đời mới bây giờ thì hầu như chỉ có 28, 24 và 20 đũa thôi. Càng ít đũa thì càng đắt tiền. Đấy, líp thả là chuyện đương nhiên với xe thể thao bây giờ. Cốt bẻ là chuyện đương nhiên với xe thể thao bây giờ, còn những cái dùng mà ốc vặn. Đó, ốc mayer vặn như này là quá là lâu đời rồi. Tiếp theo đó là mayer líp thả. Đây các bác nhìn lên đây là mayer nhôm này, cái đoạn này, lối nó cong cong này và cái thân mình nó dày lên và cái đoạn này nó khớp nó mịn, nó được được các bác hình dung như là đây một cái góc vuông nhé, con người ta tiện vuông cong này, đấy cái góc vuông này, này chứ nó không thẳng tưng một phát như là cái mayer sắt, nhìn phát biết luôn.
đấy, cái miếng sắt nó thẳng nó ngấn vào này bởi vì hai cái miếng sắt nó dập vào nhau mà. Đó thì tiếp theo đây là Mayer có ti bật này, tức là trục sụp ra đây này, ti bật để mà mở bánh nhanh này, không cần cà lê này, ốc lục giác siết đầu chứng tỏ đây là côn nồi này. Tiếp theo là cối cối líp thả, nhưng mà cối này nó dài hơn cái cối 7 lúc nãy, cối 7 nó ngắn, cối 8 9 10 nó dài, tức là cái cối líp này nó sẽ có thể lắp được cho líp 8, líp 9, líp 10 là chung nhau được, từ líp 11 thì không dùng được thì lại phải cái cối dài hơn. Cối líp 11, 8, 9, 10 là lắp được cho cái cối líp này. Và con này là bên này là phanh đĩa này. Phanh đĩa với phanh cơ thì nó chỉ khác nhau thôi. Đây số đũa này. Bác các bác đếm một một mặt thì nhân đôi lên nó là số đũa. Bên này 16 thì hai bên là 32 đũa. Bên này 18 thì là 36, bên này là 12 thì là nhân đôi lên là 24. Bên này nhờ 14 thì nhân đôi lên là 28. Đó. Con này là Mayer này là líp thả này. 8, 9, 10 đều lắp được. 32 lỗ đúng không ạ? Đấy. Rồi Mayer nhôm, rồi ốc lục giác, côn nồi. Tiếp theo có một cái dòng nữa đó là dòng Shimano Deore, thì hay là dòng Mayer mà dùng cái phanh đĩa thả, cái đĩa phanh thả, hay là có một dòng thì dùng đĩa phanh là bắt bắt ốc lục giác đây, như các bác nhìn có thể nhìn thấy. Đấy, bắt ốc lục giác. Còn một dòng là dùng cái đĩa phanh thả đó, thì có thể dùng dùng cho Mayer phanh vào vành cũng được, tức là phanh hàm hàm vào vành đều được và phanh đĩa đều được, rất là đa năng. Thì em lưu ý thêm đó là tất cả các Mayer Shimano từ trước đến giờ sử dụng sản xuất thì đều là bi côn nồi các bác nhé. Mayer Shimano không bao giờ có sản xuất bi vòng hay tiếng miền Nam còn gọi là bạc đạn. Lưu ý với các bác một điều như vậy. Tất cả các Mayer bi vòng bạc đạn là chỉ có những cái hãng cao cấp, hãng bên thứ ba của Đài Loan sản xuất hoặc Trung Quốc sản xuất. Shimano của Nhật Bản không bao giờ sản xuất bi vòng hay bạc đạn. Đấy là em phải đính chính lại để cho các biết bác biết biết rằng là nhiều bác là cứ bây giờ là cứ nhưng mà tại sao lại như vậy, thì bởi vì cái công nghệ của Shimano này nó người ta sản xuất bạc đạn đấy. À, sản xuất bi côn nồi ấy, nó cũng khá là tốt rồi và cũng có thể người ta đi theo chính sách bảo thủ. Còn một số các hãng như là rất tốt như là Novatech của Đài Loan này là họ sản xuất bi vòng hết. Đây, bi vòng đây cũng rất là tốt. Túm lại nó sẽ có hai trường phái, một là thiên về đồ thời xưa, thì tất cả những cái Mayer của Shimano đến thời điểm bây giờ vẫn không có Mayer nào dùng bi vòng cả, hay còn gọi là bạc đạn cả. Đấy. Và tiếp theo đó là Mayer cao cấp hơn, đó là Mayer bi vòng đó, hay còn gọi là bạc đạn đó. Cối líp ở đây là được trang bị cối líp 11 rồi, 11, 10, 9, 8, 7 đều đều có thể lắp được, bằng cách là nếu mà thừa thì bằng cách là ta sẽ chêm thêm một cái vòng ở đây cho nó đủ cái độ, ví dụ như là 8 thì nó sẽ thừa ra khoảng so với 11 thì mình sẽ chêm một cái vòng ở dưới và mình sẽ lắp có cái chốt chặn đầu líp này. Thế thì điểm phân biệt của bi vòng so với bi côn nồi, đó là bi côn nồi thì nó có cái ốc lục giác, hãm này, hãm côn nồi đây. Thế còn bi hạ bi vòng thì không có ốc lục giác, bởi vì nó là cả một nguyên một cái vòng bi như là cái Mayer xe máy ấy. Các bác cứ hình dung như là cái Mayer xe máy nó có hai vòng bi, nó ở đây một cái, đây một cái, đằng sau thì nó có bốn cái hoặc ba cái, một cái đây, hai một cái đây và một cái cho cối níp nữa đó. Cối líp có thể là hai cái hoặc một cái. Thì ưu nhược điểm là gì với cái dòng Shimano, Mayer Shimano mà bi côn nồi này được siết lỏng hay chặt bởi cái ốc lục giác này ấy, thì nó cũng khá là tốt, nhưng nó chỉ tốt khi Mayer còn mới, chứ còn Mayer mà côn nồi bị rỗ ấy, thì các bác quá dành với cái thời bao cấp rồi, côn nồi mà khi nó bị rỗ rồi thì có căn chỉnh thế nào đi chăng nữa thì cái Mayer của chúng ta đi nó vẫn cứ xào xào lên 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 khung xe rất là khó chịu và nó sẽ làm cho chiếc xe không bon. Cho nên là Mayer Shimano mà sử dụng bi côn nồi thì chỉ còn tốt khi Mayer còn mới. Còn khi mà đã sử dụng rất là lâu năm rồi, lâu đời rồi, ví dụ như trên những cái dòng xe Nhật bãi nó quá cũ ấy thì nó không còn côn nồi ấy, nó không còn chuẩn nữa.
thì nó sẽ bị rỗ thì rất là kém. Nhưng với bi bi Meyer bạc đạn hay là còn gọi là bi vòng thì kể cả là Trung Quốc hay Đài Loan sản xuất, bởi vì chỉ có Trung Quốc Đài Loan sản xuất. Nhưng khi mà nó bị hỏng bi ấy, thì mình sẽ thay thế rất dễ chỉ bởi hai vòng bi. Và bi bây giờ thì nó được ở các cái hãng, cái vỏ Meyer này thì có thể do Đài Loan sản xuất hay Trung Quốc sản xuất, nhưng cái vòng bi này thì mình có thể mua của Nhật. Vòng bi của Japan rất là nhiều thì nó sẽ cho độ chính xác cao, bởi vì nó không liên quan đến cái chuyện mà phải căn lỏng chặt của cái bi vòng này. Cái bi vòng này là nó sản xuất nguyên một vòng bi và chỉ có thế là ép vào mà xong là xong, cho nên là cái độ chính xác của Meyer là nó rất cao, và cái độ bon thì nó cao hơn bi hạt. Bi hạt với bi vòng nó sẽ độ bon độ tốt ngang nhau, nếu với một điều kiện là cái Meyer Shimano bi hạt này, tức là bi cô nồi này, nó còn mới. Còn khi mà nó đã sử dụng nhiều năm rồi, lâu năm rồi, thì cái Meyer bi hạt mà cô nồi mà bị rỗ ấy, không bao giờ bằng bi vòng. Mà bi vòng có hỏng thì thay thế rất là nhanh, rất là dễ các bác nhé. Thì đây là Meyer cao cấp nhất. Và trên một loại cao cấp cuối cùng đó là trùm cuối, thì đó là cái trục các bác nhìn thấy là cái trục mà để mà tháo bánh xe thì nó nhỏ, còn cái trục cuối để nó trang bị cho trên những cái dòng địa hình hoặc là đua đời mới thì cái trục nó to. Tại sao lại làm cái trục to? Để cái trục to nó sẽ chịu lực tốt hơn. Thì cái trục to này nó cũng có cái suốt, nhưng mà cái suốt nó to như cái trục xe máy luôn đấy các bạn. Nó to đúng bằng ngón tay cái mình luôn, và nó đút qua đây. Thì cái trục này nó rất ít sử dụng ở trên các cái xe đạp phổ thông, thường là những cái xe tầm khoảng trên 20 triệu đấy, trên dưới 20 triệu, đổ hắt lên 30 40 triệu thì nó mới sử dụng cái trục này. Thường 3 40 triệu cũng chưa sử dụng trục này. Thường là nó sẽ sử dụng trang bị cho những cái xe địa hình chịu lực lớn hay là những cái xe đua tốc độ cao, để cho lắp ráp cái trục nó chắc chắn hơn, và cái dạng khung và cái càng giảm xóc mà để lắp được cái trục này nó cũng khác so với cái dòng trục nhỏ. Cho nên là nó ở một cái phân khúc cao cấp nhất thì nó sẽ khác biệt. Còn như những cái xe mà trung bình và tốt tầm khoảng từ 20 triệu đổ xuống ở tại thị trường thì sẽ trang bị hầu hết là hai loại Meyer này, đó là Meyer tốt của Shimano, côn nồi đấy, líp thả 8, 9, 10, 11. Hai là Meyer bi vòng do Đài Loan, Trung Quốc sản xuất nhưng cũng rất là tốt, bởi vì là chỉ có những cái hãng đấy sản xuất thôi. Và hỏng hóc thay thế thì khi mà trong quá trình sử dụng lâu ấy, thì cái Meyer này nó ưu điểm vượt trội hơn, bởi vì nó thay thay bi rất là nhanh, và bi là bi Japan hết đó. Còn những cái này mà ưu điểm thì nó mới thì nó cũng ngon ngang với cái này, nhưng khi mà bị dầy mưa hay là nước rửa xe thì rửa xe lâu ngày hay dầy mưa, nó nước nó chui vào trong cái côn nồi này, nó bị làm rỗ cái nồi bi ra thì nó sẽ rất là khó sửa chữa, và gần như là nói thẳng là không thể sửa chữa. Meyer nó sẽ kém dần đi, nó gàu. Thì lúc đấy các bác nên suy nghĩ đến việc là lên đời một cái chiếc Meyer bi vòng cho nó bon. Thế còn cái dòng cao cấp này thì ít nữa, ít sử dụng trên các cái xe đạp thể thao rồi. Đó, thì em đi nhanh như vậy. Tất cả các loại Meyer này, từ thấp đến cao, 1 lít côn lồi, trục vặn. Tiếp theo, líp vặn, trục bẻ, Meyer sắt. Tiếp theo, Meyer sắt, trục vặn, đúng không ạ? Tiếp theo, nhiều líp Meyer nhôm. Tiếp theo, Meyer nhôm, líp thả, côn lồi, trục bẻ. Tiếp theo là Meyer líp thả, trục bẻ, côn lồi, Meyer nhôm. Líp 8, đây là líp 7, đây là líp 7, líp 8. Tiếp theo là Meyer Shimano, chỉ sử dụng từ trước đến nay chỉ sử dụng côn nồi, còn tốt khi nó mới, không tốt khi nó bị rỗ côn nồi, rất khó sửa chữa. Đấy. Tiếp theo đó là Meyer bi vòng bạc đạn do Đài Loan, Trung Quốc sản xuất, có thể thay thế rất dễ dàng, và vòng bi là mình có thể vào thay vòng bi ra bần luôn, rất dễ. Nói chung là cái sửa chữa cái này là dễ nhất, chỉ có đóng vòng bi ra, đóng vòng bi vào như Meyer xe máy, nhanh chóng cực kỳ luôn. Và cái cuối cùng là cũng vậy thôi, tất cả là líp thả bi vòng, nhưng mà trục to thì thường sử dụng cho những cái xe mà địa hình chịu lực là cao,
và những cái xe cao cấp tầm 20-30 triệu, 40 triệu đổ lên. Về thường là cái này là so với xe mà tốt, trung bình và khá trở lên thì là đều sử dụng Mayer này là cuối cùng nhất. Vâng, cảm ơn các bác đã xem video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Các bác ủng hộ em bằng cách là ấn like video cộng ấn đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất trên kênh nhé. Cảm ơn các bác đã xem video.